Mấy con ốc hương hấp xả ăn được không chàng? Tôi đem đi hấp lên ăn cùng với chị hai nè. Rồi thì bữa nay tôi vừa đi làm về là tôi chạy thẳng về siêu thị để mua đồ về nấu ăn luôn nha. Ta nói ở trên đây là vừa chạy xe hóng gió vừa được ngắm máy bay nữa đó. Tôi tính ngoắt lại để tôi có gian đi đâu chơi nhưng mà nó không có chịu đáp xuống. Mà không nghe, chiếc máy bay nó đáp xuống thiệt nha. Nó đáp xuống cái sân bay tuốt ở bên kia á. Rồi thì ở dưới quê tôi đi chợ, còn ở trên đây là tôi đi siêu thị nha. Ta nói sang ghê, hình như là gần tới Tết Trung Thu rồi. Ở trong đây người ta trưng cái bánh trung thu khổng lồ luôn. Nghe đâu là cái bánh trung thu nặng 85 kg, giá bán có mấy chục kiểu à, rẻ ghê luôn á. Rồi thì tôi quẹo qua cái quầy hải sản có tôm, có cua, có ốc, rồi có nguyên cây dốc xích bự chà bá siêu to khổng lồ luôn nữa. Ta nói trái chuối bự bằng cùm tay tôi vậy đó, đừng có mà suy nghĩ bậy nha. Rồi có luôn cả sầu riêng nữa nè. Rồi đi tới đi luôn thì tôi quyết định tôi mua mấy con ốc hương nha. Mua xong rồi tôi mới đem về nhà gói cho nó sạch. Sẵn bữa nay mới nhận cái nồi hấp, tôi đem tôi khai trương tôi hấp mấy con ốc hương luôn. Ta nói mua cái nồi cho bự vô, rồi có mấy con ốc để vô hấp à, nhìn nó kỳ lắm luôn. Tôi bắt cái nồi nước lên tôi bỏ vô tí xả tí gừng để mình hấp mấy con ốc cho nó thơm. Trong lúc chờ đợi mấy con ốc nó chín tôi sẽ làm một chén muối tiêu chanh để một xíu mình chấm mấy con ốc hương mình ăn. Rồi thì mấy con ốc hương tôi hấp cũng đã chín rồi nè, ta nói nó thơm cực kỳ luôn. Ốc chín rồi tôi sẽ soạn ra dẻ rồi trưng bày cho nó đẹp đẹp, rồi để đó đi đợi chị hai về ăn chung nè. Theo cảm nhận của nhọn khi ăn con ốc hương này là nó rất là giòn, lễ cái được cục thịt ốc chằn ngay luôn. Chị hai của tôi bà nói lễ cái gì mà khó quá, nghỉ ăn luôn đi. Cái lễ là được rồi, chấm vô cái chén muối tiêu chanh tôi làm, bà ăn một cái bà ghiền luôn, ăn hết trơn cái nồi ốc của tôi luôn.